Rồi, 80 x 7. Ồ, hơi bị nhiều đấy. Oh my god. Cái tiếp theo là nữ thần tự do. Holy shit. Oh my god. Hello, xin chào tất cả mọi người. Mình là Bunker đây và chào mừng mọi người đã đến với kênh của mình. Và hôm nay chúng ta sẽ có một cái tựa game được mang tên là Sonic với cái cặp cổ dài thòng lòng. Thì trước khi vào video thì mọi người đừng quên để lại cho mình một like, share cũng như là nhấn mình nút cái chuông cũng như nhấn vào nút đăng ký để ủng hộ cho mình nha. Còn bây giờ thì mời các bạn hãy đến với một cái tựa game là We what? Đấy, càng ngày cái cổ của tôi càng dài nếu mà tôi ăn những cái đồng tiền này. Ô nhân 2. Rồi, hiểu rồi, tôi hiểu game này như nào rồi. Cái cổ của tôi hơi bị dài đó mấy má. Cái cổ của tôi bằng hươu cao cổ. Cao hơn hươu cao cổ một tí. Ok, hiểu. Bây giờ chúng ta được cái gì đây? New Obstacle Unlock. Okay. Đấy, thì các bạn cũng biết rồi, ăn những cái đồng này thì chỉ có Sonic thôi. Mà cổ dài thì chúng ta liên tưởng tới... Nếu mà tôi nói không lầm thì những người mà kiểu... Những người mà dân tộc hay là những ở châu Phi á, sẽ có những cái bộ tộc mà có cái cổ á, họ dài và họ đóng những cái dòng này vô này. Đấy, bây giờ chúng ta sẽ thử rồi. Trời ơi, cực gắt luôn. Ủa sao kẹp cái đầu nhỏ tội nghiệp nhỏ vậy? Ảo tên đấy. Dù gì cũng là con gái lá ngọc cành vàng, kẹp cái đầu nhỏ vậy mà không té mới gọi là sợ đấy. Ủa, à tôi chỉ đã ăn một màu thôi. Ai da, chích tiệt, cái thằng chích tiệt này. Ôi ơi, lần này còn thua cả hươu cao cổ nữa. Ok, có kinh nghiệm. Có nghĩa là chúng ta chỉ được ăn một màu thôi mọi người. Hiểu rồi. Vô. Người mới không biết thì không nên chửi đúng không? Không. Rồi bây giờ chúng ta chỉ ăn màu màu xanh lá mọi người. Tại tôi thấy màu xanh lá trên bản đồ rất là nhiều. À, chuyển qua màu xanh rồi. Hiểu rồi. Người mình màu gì thì mình sẽ ăn màu đó nha mọi người. Ui, ba đối cha đó. 1.2 được không? 1.2. Nope. Nhưng thêm cái không được. Ui, giờ tôi còn cao hơn T-Rex nữa. Xem tí nữa là tôi cao bằng một cái tượng gì đó rồi đó. Một cái tượng gì đó nó khá là huyền bí. Okay. Bây giờ để lần này thử rồi. Nhưng mà tốc độ chuột hay cao nhờ. Có cách nào để làm cho tốc độ chuột nó... Nope. Ok, không được rồi. Ok, chậm thôi nha mọi người. Chuyển qua màu xanh này. Tôi thấy màu xanh hơi bị nhiều này. Không được để sót một cái dòng nào nha mọi người. Màu xanh lá đi. Màu xanh lá hơi nhiều đấy. Ui. Ok, chìa khóa. Lấy cái màu cam. Lần này mình nhất định phải thật là cao nha mọi người. Ui, cao vậy mà không té lạ thiệt. Rồi bây giờ 1.7 easy luôn. Đó là chuyện bình thường. Ui, nhưng lên 1.7 nó cao. Oh my god, số 9. Cái con gì đây? Cái con gì mà 20 vậy? Đừng có nói quả nấm khổng lồ nha. Ồ, đi shop là mua được cái gì hả? À, dòng cổ đồ này nọ đúng không? Ok. À, cái này là dòng bonus nè. Ăn bao nhiêu tiền thích. Ok, ăn mấy cái này để chúng ta mở ra được cái gọi là gì ta? Mấy cái đồ nãy đấy. Thôi, ăn được nhiêu đây cũng được rồi. Đừng có tham lam quá, 299 là đủ rồi. Lấy thêm 104 nữa. Lấy. Nhờ các bạn hướng dẫn mình tắt quảng cáo. Tắt mạng đây là tắt quảng cáo. Ồ, bây giờ ôi chết, tôi định mua cái gì ấy. Ồ, bây giờ nó có những cái gọi là những cái chướng ngại vật đó mọi người. Ok, bây giờ qua màu xanh lá này. Tôi. Rồi. Ui, cái này mà đập đầu cái là gãy cổ nha. Không biết cái chìa khóa nó có công dụng gì nhỉ. Bây giờ tôi cao lắm rồi mấy má. Ơi, hai cái con chuột này. Ui, cái này nhân 3.1 luôn hả? Nhân 3.1. 100 cộng 122. Đây, cái này là easy luôn. À, thì ra là Pharaon. Ảo thật đấy. Ok. Cái tiếp theo nếu mà tôi đoán không làm đây là một cái nhà máy hạt nhân. Hoặc là một cái kim tự tháp mọi người. Bây giờ có hồ bơi nữa hả? À, khi mà lấy được ba cái chìa khóa là... Cái gì đây? Cái gì mà xịn sò vậy? À, bây giờ đồng tiền. Ôi, tôi chuyển thành cái này nè, bánh xe nè. Bây giờ không còn đồng xu nữa, hay là cái vòng nữa. Ok, bây giờ mở thử rồi. Ông vua. What? Ninja. Không được đi. Ui, má giờ nhìn đẹp trai vậy, ngầu phết. Để coi nó có nhân được 2.9 không. Ui giời, game là dễ. Cộng 105. Hả? Nope. Cái này khó quá mọi người, cái này nó lên tới 30 lần. Làm thế nào mà để tôi lên được đây? Trong khi nó cho quá ít đồng xu đi. Thôi kệ. Tôi thấy bên đây hơi bị nhiều màu cam, cho nên chúng ta bắt đầu với cái màu cam là hợp lý nhất. Đấy. Màu xanh đi. Màu xanh cho nó lanh chanh đi mọi người. Ok, màu xanh dương nha. Màu xanh dương cho nó liệt. Thôi, không có gì đâu. Màu xanh cho lanh chanh nhưng mà màu xanh dương cho nó. Ôi. Ây da. Thằng
mới vô đặt đầu tao. Xử lý tình huống rất là tệ mọi người ạ. Theo tôi thấy thì cái đống màu cam này hơi nhiều đấy. Rồi xong mất cục nữa. Ôi lần này nhân 4,3 là 200. Tôi nghĩ là 200 chắc vẫn chưa đủ đâu mọi người. Chắc là mới 28 à. Để coi coi. Ui, cái này không phải là kim tự tháp nha mọi người. Cái này là một cái đền cổ nha. Cái đền cổ nha mọi người. Ở trong rừng hay là gì đó. Bây giờ chúng ta sẽ lấy màu xanh dương nha mọi người. Màu xanh dương tôi thấy khá là nhiều này. Ok. Vô vô vô. Đấy, mực. Ok. Tôi nghĩ là chúng ta sẽ lấy màu xanh lá. Chết, phải lấy màu xanh dương. Ok, có cái chìa khóa an ủi là được rồi. Bây giờ lấy màu xanh lá nha. Ok. Làm lại, không sao. Tôi quên cái vụ là ra màu nào lấy màu đó. Nhưng 4 là được 16 hả? Không nhưng 4 được. Tức quá. Ok, để coi có skin mới nào. Skin ông vua hơi bị chất lượng đấy, cho cái skin ông vua nào. Đấy, nhân phẩm hôm nay quá tốt thì tôi sẽ làm ông vua. Một ông vua cổ dài. Không phải một ông vua dữ dài. Ok, bây giờ chúng ta sẽ chọn màu xanh dương nha mọi người. Màu xanh dương là nhìn trước mặt lại khá là nhiều đấy. Má ông vua cổ dài này thì nói dân nào chịu nghe nổi trời. Dân nào chịu nghe trời. Nó nhìn cái thôi dân nó cũng sợ rồi. Trước mặt thì tôi sẽ lấy màu xanh lá. Ơi, màu xanh lá. Ôi, đừng có đụng nha. Lách qua đây liền. Màu xanh. Tôi lách không kịp mọi người ạ. Cày thế nhờ. 3,76. Đụng luôn. Vẫn giữ màu cam nha mọi người. Ok. Nhìn phía trước này màu cam khá là nhiều này. Ok. Màu cam tiếp này. Fever mod, cái gì đây? Bất tử hả? Nani? Ôi hút hết luôn. Oh my god. Cái fever mod này. Ôi đỉnh luôn. Trời ơi má, bây giờ tôi như con rắn nha. I'm the sneaky man. Trời đất ơi, nó dài. Như một con rắn luôn. Nên lấy màu xanh dương nha. Ok. Lấy màu xanh dương mọi người. Ây da, lấy màu xanh lá. Trời đất ơi. Ok, không sao. Ây da. Không, được rồi. 7 × 5, 35. 328. Lần này không lấy được cái mới nữa, tôi chịu luôn á. Bây giờ tôi hơi bị cao bà nội. Qua luôn, 51. Qua tượng của chú Kitô luôn. Oh my god. Ủa này chú Giê-xu hay chú Kitô ta? Mày hỏi tao hỏi ai? Mình không phải đạo chú nên mà không biết cái này là thánh hay là cái gì đó Kitô á mọi người. Thì các bạn thông cảm cho mình nha. Không. Vẫn giữ màu xanh lá này. Đây. Cho cái Viva Mod đại ca. Cho cái Viva Mod. Tụi bay xong, tụi bay rồi. Của thiên trả địa. Đấy, hút hết. Sao kỳ vậy? Được có chút xíu vậy. Màu xanh lá đây ngon mọi người. Ôi, hên. Hold up. Kịp. Wait a minute. Không sao. Mất 2 cục cũng không sao. 87 x 5, 8 x 5, 40 rồi. Cái này là hơn 200 luôn. Hơn 400 luôn. Ok. Để coi có vượt qua gọi là gì ta, Pharaon và đền cổ đại. Thập niên luôn. Ôi, bây giờ cái tòa cao nhất là cái gì ta? Cái gì mà của xứ Sở Ba Tư hay là bên Nga Moscow vậy đó mọi người. Quyết định lấy cái màu cam đúng là sáng suốt mọi người. Giờ tôi sẽ lấy cái màu xanh lá này. Sau đó là chuyển qua màu cam đúng không? Ok, cái màu cam vẫn rất là hợp lý nha. Màu cam tiếp này mọi người. Favor mod. Bật chế độ cho điên lên. Nhưng mà nó tụt nhanh quá à. Game gì đâu lừa đảo. Rồi 80 × 7. Hơi bị nhiều đấy. Oh my god. Cái tiếp theo là nữ thần tự do. Holy shit. Oh my god. Nè cái này. Thử cái màu cam coi. Nó mà ra màu xanh lá là tôi cắn lưỡi tại chỗ. Ok. À không, nhờ nó chuyển về xanh dương. Ok. Được đấy. Hiện giờ này không mất cục nào. Tuyệt vời. Lấy cái màu xanh lá đi mọi người. Mặc dù là nhìn nó hơi trong gai tí. Hay nó ra màu cam. Ảo thật đấy. Không sao. Lách được. Hên, bực Viva Mod kịp. Oh my god nè. Ôi, không tí nữa lại bất cục rồi. Lại 7 × 7 à, ông lừa tôi, ông chơi tôi hay gì á. Tại vì cái game này nó chỉ có tới nhiêu đây à. Chúng ta phải vượt qua những màn khác để chúng ta lên được điểm cao hơn.
Ôi nãy giờ không có cái đồng tiền nào mới vậy. Làm cái skin mới thử coi, làm con báo thử coi. Ôi trời ơi. Ok, chúng ta thử con thỏ nào. Các bạn có bao giờ thấy một con thỏ mà nó cổ nó dài cho chắc nó không cần bún đi đâu, nó không cần nhảy đi đâu luôn á. Ok. Ừ. Mà hả, cái cổ dài cỡ này là chắc là không phải người thường rồi. Nó là một cái loài gì đó. À, chuyển qua một cam rồi mọi người. Ok, ok. Ê, được không? Ừ, đúng rồi, giữ nhiêu đó đi. Giữ nhiêu đó đi. Ồ, cái này chơi phải có kỹ năng nha. Ok, sẵn sàng chưa? Mình sẽ lá. Ồ, ồ, ồ my god, cái này hút hơi nhiều nha. Cái này hút hơi nhiều nha. Oh my god. Đây, 103 luôn rồi này mọi người. 108. Nhân cho 8. 800 mấy. Nữ thần tự do, tôi tới đây. Ủa sao nhân có 600 mấy vậy? Hơi bị lừa đấy, game hơi bị lừa đấy. What? Ui, tòa skyscraper kìa. Tòa tháp chọc trời mọi người ạ. Thôi, chúng ta đến tới nữ thần tự do được rồi. Chúng ta tự do phóng sanh cho cái game này được rồi. Ok, video này cũng đã dài rồi. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video này. Hẹn gặp các bạn trong video kỳ sau. Đừng quên nhấn vào nút like cũng như nhấn vào cái chuông đăng ký và nhấn vào cái nút đăng ký để ủng hộ cho mình nha. Còn bây giờ thì bye bye, peace.